Kính chào toàn thể quý vị, quý cô dì, chú bác và các bạn thân mến. Mến chào anh Quốc Võ. Lời đầu tiên, xin trân trọng cảm ơn anh Quốc Võ đã tạo một sân chơi sáng tạo âm nhạc rất tuyệt vời. Cảm ơn quý vị đã nghe, xem và ủng hộ các ca khúc cũng như ca khúc Dì ơi. Có câu hỏi thế này: tại sao bạn ủng hộ anh Dũng, chị Hằng và công ty Đại Nam? Kính thưa toàn thể quý vị, vì thời gian qua tôi được biết anh Dũng và chị Hằng qua các sự kiện về thần y, các buổi live stream, qua các chương trình từ thiện, ủng hộ quỹ vaccine của nhà nước, xây dựng quỹ hằng hữu đã cứu bao trẻ em nghèo được mổ tim để có cơ hội được sống trên thế gian này. Tôi xem và biết được như vậy và tôi đã rất xúc động. Càng xúc động hơn khi thấy chị Hằng đến tận nơi gặp gia đình của cháu bé được mổ tim ở Singapore, làm cho tôi rơi nước mắt và xúc động vô cùng. Tôi cũng biết còn rất nhiều việc làm thiện nguyện khác của anh Dũng và chị Hằng bằng rất nhiều cách khác nhau, với cái tâm rất nhân văn và âm thầm mà không cần công khai hay đánh bóng tên tuổi. Như gần đây, tôi được biết dự án của anh Dũng sẽ triển khai về quỹ giờ vàng, giúp cho y bác sĩ và bệnh nhân khi có thời khắc quyết định nhanh nhất để kịp thời cứu chữa bệnh nhân và không cần mất nhiều thủ tục và mất nhiều thời gian, sẽ hạn chế rất nhiều sự hối tiếc. Ôi, điều ấy thật ý nghĩa và nhân văn làm sao. Được xem và nghe những clip mà anh Dũng chia sẻ về tình yêu của anh chị hay các quyển sách mà anh Dũng đã viết về binh pháp, các bài viết về cách kinh doanh, thật sự là rất hay và ý nghĩa. Tôi thấy đó như là một bài học, như một liều thuốc bổ về năng lượng để cho tôi có thêm niềm tin và động lực trong cuộc sống cũng như trong tương lai của mình. Đó là lý do vì sao tôi ủng hộ anh Dũng, chị Hằng và công ty Đại Nam. Câu hỏi tiếp theo: bạn nghĩ thế nào về những việc thiện nguyện mà anh Dũng và chị Hằng đã làm, đặc biệt là quỹ từ thiện hằng hữu? Kính thưa toàn thể quý vị, qua tìm hiểu, tôi biết được mục đích và ý nghĩa hoạt động quỹ từ thiện hằng hữu như sau. Quỹ từ thiện hằng hữu là quỹ từ thiện hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển giáo dục, y tế, từ thiện và nhân đạo. Quỹ được hình thành từ vốn đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và từ tạo vốn trên cơ sở tự nguyện đóng góp của các tổ chức, các cá nhân có lòng hảo tâm trong và ngoài nước, có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách để thực hiện các hoạt động trên. Đây là chương trình phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh. Quỹ từ thiện hằng hữu tài trợ cho chi phí cho các bệnh viện thực hiện khám và phẫu thuật chữa trị nhằm giúp các em bị bệnh tim bẩm sinh được khỏe mạnh. Chương trình còn tài trợ trang thiết bị và cơ sở vật chất, hỗ trợ các bệnh viện tăng thêm điều kiện hoạt động. Bên cạnh đó, quỹ còn xây dựng trường lớp và hỗ trợ các trang thiết bị. Trao học bổng giúp các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, giúp đào tạo nhân tài, góp phần nâng cao dân trí, phát triển giáo dục nước nhà. Quỹ còn hỗ trợ giúp đỡ người dân vùng bị bão lụt, vùng gặp nhiều khó khăn, xây dựng, phục dựng, tôn tạo những công trình kiến trúc tôn giáo và tín ngưỡng dân tộc, góp phần tôn vinh và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Còn câu hỏi, cảm xúc của bạn thế nào khi sáng tác ca khúc này? Kính thưa toàn thể quý vị, qua những điều đã biết về chị Nguyễn Phương Hằng và anh Huỳnh Uy Dũng,
Như đã nói ở trên, cộng với sáng kiến của anh Quốc Võ, đã tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc nhằm tri ân và ngưỡng mộ về anh Dũng, chị Hằng, cũng như công ty Đại Nam và quỹ Hằng Hữu. Việc làm của anh Dũng và chị Hằng đã rất nhân văn, mà ở đây anh Quốc Võ rất tuyệt vời. Bằng cả cái tâm của mình, anh Quốc Võ đã tạo nên một sân chơi âm nhạc, làm cho những ai có năng khiếu sáng tác ca khúc, những ai yêu âm nhạc, và đặc biệt là những người yêu mến anh Dũng và chị Hằng mà thỏa sức thể hiện sự sáng tạo và tài năng của mình. Chính vì thế mà Huỳnh Được đây, bằng sự yêu mến của mình, đã viết dành tặng cho chị Nguyễn Phương Hằng và anh Huỳnh Duy Dũng với hai ca khúc. Một ca khúc có tựa đề Khúc Tráng Ca Niềm Tin. Ca khúc này Huỳnh Được đã gửi về công ty Đại Nam. Còn ca khúc thứ hai là ca khúc có tựa đề Chị Ơi, mà quý vị sắp được nghe sau đây. Đây cũng là ca khúc mà Huỳnh Được tham gia cuộc thi do anh Quốc Võ tổ chức. Ca khúc Chị Ơi viết về chị Nguyễn Phương Hằng, nói lên những điều mà chị Hằng đã làm từ thiện, đứng lên nói lời nói chính nghĩa, nói về bao trẻ em đã được giúp đỡ mổ tim và bao trái tim khác đang cần được sự giúp đỡ của quỹ Hằng Hữu cũng như của chị Hằng. Chị Hằng trong ca khúc này rất bình dị và đời thực, là có lúc vui, có lúc buồn, có lúc chị cười cũng như có lúc chị khóc. Tựu chung lại là chị đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất, những điều chân thiện mỹ sẽ đến với xã hội, đến với tất cả mọi người. Vâng, và sau đây xin mời toàn thể quý vị hãy đón nghe ca khúc Chị Ơi của Huỳnh Được sáng tác quý vị nhé. Xin mời quý vị. Và rung động, tôi đã yêu và ngưỡng mộ về người chị đã đứng lên thay lời nói. Bao con tim, bao mong chờ, bao khát khao cuộc sống này về một niềm tin chân lý cuộc đời. Lời chỉ nói như dòng suối, lúc êm trôi, lúc cuồng phong, tâm mát cho tâm hồn thiền mỹ và xua tan cái án đi xa. Chỉ đã đến nơi cần đến, đã đi bao thiên nguyện, kêu dũng bao thiên thần nhỏ bé, làm thắp lên sự sống cuộc đời. Chị Hằng ơi, chị đừng buồn nhé, mà hãy yêu và cứ đẹp cho mọi người, chị ơi. Thank you.
tôi đã khóc và rung động, tôi đã yêu và ngưỡng mộ về người chị đã đứng lên hay lời nói. Bao con tim, bao mong chờ, bao khát khao cuộc sống này về một niềm tin chân lý cuộc đời. Lời chỉ nói như dòng suối, lúc em trôi lúc cuồng phong, tâm mát cho tâm hồn thiện mỹ và xua tan cái án đi xa. Chị đã đến nơi cần đến, chị đã đi bao thiên nguyện, cứu giúp bao thiên thần nhỏ bé, làm thắp lên sự sống cuộc đời. Chị Hằng ơi, chị đừng buồn nhé, mà hãy yêu và cứ đem cho mọi người, chị ơi. Chị Hằng ơi, chị đừng buồn nhé, mà hãy yêu và cứ đem cho cuộc đời đẹp.